cảnh sát phong tỏa nhà hàng karaoke ở khu tên lửa, đưa hàng chục người về trụ sở. Bảo vệ đánh người bán hàng rong trước cổng chùa dương tính với ma túy. Sự phạt đối tượng đăng tin bài sai sự thật về cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngày 5 tháng 8, tòa tuyên án ông Trịnh Văn Quyết và đồng phạm. Lào Cai, sau mưa, trời nắng, lộ vết nứt dài 100m trên sườn núi Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube của chúng tôi. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ, mời quý vị theo dõi phần thông tin chi tiết. Thưa quý vị, dạng sáng ngày 4 tháng 8 vừa qua, lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm cảnh sát cơ động, ma túy, hình sự, đã đồng loạt ập vào nhà hàng karaoke Amazon 19 trên đường số 19, phường An Lạc A, quận Bình Tân. Sau hơn nửa ngày kiểm tra, công an đã đưa hàng chục người đang vui chơi về trụ sở Dạng sáng mùng 4 tháng 8, hàng chục cảnh sát cơ động phong tỏa nhà hàng hải sản karaoke Amazon 19 trên đường số 19, phường An Lạc A, quận Bình Tân. Rất đông cảnh sát hình sự, phòng chống ma túy thuộc công an thành phố Hồ Chí Minh ập vào trong, lên các tầng lầu kiểm tra nhiều phòng karaoke đang có rất đông khách vui chơi. Sau hơn nửa ngày làm việc, đến chiều ngày 4 tháng 8, cảnh sát đã đưa ô tô 50 chỗ đến hiện trường, đưa hàng chục người về trụ sở karaoke Amazon 19 có mặt tiền rộng hơn 10 mét, cao 4 tầng ở khu dân cư Tên Lửa, nơi được gọi là Tiểu Hồng Kông, với rất nhiều khu vui chơi ăn uống, karaoke giải trí về đêm. Nhà hàng này mới mở, nội thất sang trọng và được trang bị nhiều thiết bị hiện đại. Nguồn tin từ Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, động thái này nằm trong kế hoạch kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm nhằm phát hiện tội phạm. Hiện, sai phạm tại nhà hàng karaoke Amazon 19 và những người liên quan chưa được công bố. Thưa quý vị, chiều ngày 4 tháng 8 vừa qua, một bảo vệ chùa đã gây bức xúc cho nhiều người khi dùng gậy tấn công những người bán vé số, người bán hàng rong khi ngồi trước cổng chùa tại huyện Lâm Hà. Theo điều tra mới nhất, phát hiện người bảo vệ này dương tính với ma túy. Chiều mùng 4 tháng 8, lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện Lâm Hà cho biết đã chỉ đạo các cơ quan liên quan xử lý trường hợp bảo vệ một ngôi chùa tại thị trấn Nam Ban đánh người bán vé số trước cổng chùa. Thông tin từ ủy ban nhân dân thị trấn Nam Ban người bảo vệ chùa là Ngô Đức Long, 61 tuổi, ngụ tại huyện Lâm Hà. Trước đó, mạng xã hội xuất hiện hai clip ghi lại cảnh một người đàn ông được cho là bảo vệ chùa đã tấn công và xua đuổi người bán vé số và rau quà trước cổng chùa. Clip thứ nhất thể hiện người này dùng gậy đánh một người đàn ông và liên tục xua đuổi người bán vé số đang ngồi trước cổng chùa. Clip thứ hai thể hiện người này mặc đồ bảo vệ, đeo măng đỏ dùng gậy đập mạnh vào hoa quả của một người phụ nữ đang bán trước cổng chùa. Theo Ủy ban nhân dân huyện Lâm Hà, sự việc này xảy ra từ tuần trước và lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân thị trấn Nam Ban lập hồ sơ xử lý nghiêm đối tượng hành hung người bán hàng rong trước cổng chùa. Ủy ban nhân dân thị trấn Nam Ban cho biết, ngay khi xảy ra sự việc đã chỉ đạo công an xã mời ông Long và những người liên quan làm việc. Qua kiểm tra, phát hiện ông Long dương tính với chất ma túy. Tuy nhiên, ông Long có hộ khẩu thường trú ở xã Gia Lâm nên công an thị trấn Nam Ban đã bàn giao ông Long cho công an xã Gia Lâm xử lý. Hiện, công an xã Gia Lâm đã lập hồ sơ để tiếp tục đưa ông Long đi cai nghiện bắt buộc theo quy định. Ngày 4 tháng 8, công an thành phố Đồng Hới Quảng Bình cho biết đã triệu tập mời làm việc với TNH sinh năm 1990, chú phường Bắc Lý vì đã có hành vi sử dụng mạng xã hội đăng tin bài sai sự thật về cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trước đó, từ ngày 20 tháng 7 năm 2024, đến ngày 22 tháng 7 năm 2024. Đối tượng TNH đã sử dụng Facebook cá nhân, đăng tải 3 bài viết với các từ lóng mỉa mai, bịa đặt, sai sự thật về đồng chí Cố Tổng Bí Thư. Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an thành phố Đồng Hới đã lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với TNH số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi nêu trên. Tại cơ quan công an, đối tượng TNH đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình, tự nguyện gỡ ba bài viết, sau đó đăng bài đính chính, công khai xin lỗi trên Facebook cá nhân. Sau 2 tuần xét xử và nghị án, chiều ngày 5 tháng 8, cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết cùng 49 đồng phạm sẽ được tuyên án vào trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường chứng khoán. Chiều mùng 5 tháng 8, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ tiến hành tuyên án với cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết cùng 49 đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thao túng thị trường chứng khoán. Vụ án đã trải qua hai tuần xét xử và nghị án. Trong 50 bị cáo hầu tòa, cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị đánh giá là chủ mưu, cầm đầu và bị đề nghị mức án nặng nhất. Hình phạt đề nghị là từ 5 đến 6 năm tù về tội thao túng thị trường chứng khoán và 19 đến 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng hợp từ 24 đến 26 năm tù. Cùng hai nhóm tội trên, các bị cáo Trịnh Thị Minh Huế bị đề nghị 17 đến 19 năm tù, Trịnh Thị Thúy Nga tổng hợp 10 đến 12 năm tù, Hương Trần Kiều Dung tổng hợp 11 đến 13 năm tù. Nhóm 7 cựu cán bộ ngành chứng khoán bị đề nghị các mức án từ 18 tháng tù đến 9 năm tù về một trong hai tội, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ hoặc công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán. Nhóm bị cáo là thuộc cấp của bị cáo quyết bị đề nghị mức án nhẹ nhất từ 18 tháng tù đến 16 năm tù giam. Quá trình xét xử, tất cả các bị cáo đều thừa nhận cáo trạng truy tố là xác đáng. Các bị cáo gửi mong muốn được nhận một mức án khoan hồng để sớm có cơ hội trở về với xã hội, làm lại cuộc đời. Riêng đối với cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết, trước khi phiên xử diễn ra, bị cáo Quyết cho biết đã bán hãng hàng không tâm huyết là Bamboo Airways với giá 700 tỷ đồng. Số tiền này, phía đối tác mới trả 200 tỷ đồng, bị cáo quyết đã chuyển vào tài khoản của văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra. Khoảng 500 tỷ còn lại, thời gian tới, khi đối tác chuyển thêm, bị cáo quyết nói sẵn sàng nộp để hoàn thành nghĩa vụ dân sự. Cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết đã khóc khi được tòa cho phép nói lời sau cùng. Tại cùng một thời điểm, để thực hiện đồng thời nhiều ước mơ và hoài bão lớn, tôi đã phải làm một số việc vượt quá giới hạn pháp luật nên dẫn đến hậu quả như ngày hôm nay. Tôi rất hối hận vì trong suốt quãng đời doanh nhân hơn 20 năm của mình, cho dù tôi luôn nỗ lực cố gắng thì tôi cũng không thể thay đổi được sự thật. Đó là nhiều người thân, người bạn và đồng nghiệp của tôi, những người vì tin tưởng tôi mà rơi vào vòng lao lý. Theo cáo trạng, từ năm 2014 đến năm 2016, các cổ đông chỉ góp gần 1.200 tỷ đồng vốn điều lệ vào công ty cổ phần xây dựng Faros. Tuy nhiên, bị cáo quyết ký khống hồ sơ, lập chứng từ góp vốn khống để nâng vốn doanh nghiệp lên hơn 4.300 tỷ đồng. Sau đó, các bị can đề nghị đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS của công ty Faros trên HOSE để bán tương đương giá trị 4.300 tỷ đồng, chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ đồng của các nhà đầu tư. Ngoài ra, với hành vi thao túng thị trường chứng khoán, cáo trạng xác định từ năm 2017 đến năm 2022, Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo em gái Trịnh Thị Minh Huế cùng đồng phạm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART thu lợi bất chính hơn 700 tỷ đồng. Chiều ngày 4 tháng 8 vừa qua, theo đại tá Nguyễn Tấn Vũ, trưởng công an thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, đơn vị này đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời ra lệnh bắt giữ 14 đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng trong khoảng 6 tháng từ tháng 1 năm 2024 đến trước khi bị bắt vào tháng 7 năm 2024. Bằng các thủ đoạn tinh vi thông qua mạng xã hội từ tháng 1 năm 2024 đến khi bị bắt, các đối tượng đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng. Chiều mùng 4 tháng 8, đại tá Nguyễn Tấn Vũ, trưởng công an thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 14 đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó có 5 đối tượng cầm đầu gồm Phạm Minh Thành, 26 tuổi, Trần Hoài Tiến, 32 tuổi, Nguyễn Hoài Tâm, 24 tuổi, Nguyễn Hữu Nghĩa, 34 tuổi và Tô Hoàng Bảo Thuy, 24 tuổi, bị khởi tố để điều tra về tội, tổ chức lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Lãnh đạo công an thành phố Bảo Lộc cho biết, vào khoảng cuối tháng 6 vừa qua, thông qua công tác trinh sát nắm tình hình, cùng các thông tin tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân về việc một nhóm đối tượng có hành vi quảng cáo bán tiền giả trên mạng xã hội Facebook. Sau thời gian thu thập các tài liệu chứng cứ, vào ngày 24 tháng 7, lãnh đạo Công an thành phố Bảo Lộc chỉ đạo ban chuyên án huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ chia làm bốn mũi đồng loạt tấn công vào bốn tụ điểm của đường dây lừa đảo này tại các căn nhà cho thuê. Qua khám xét bốn tụ điểm, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tăng vật liên quan, gồm một xe ô tô, một xe máy, 15 bộ máy tính để bàn, 10 thẻ ATM và visa. 19 điện thoại di động, 8 sim điện thoại, cùng nhiều bao tài bên trong chứa nhiều giấy ghi tiền âm phủ mệnh giá 200.000 đồng, cùng nhiều hộp giấy bên trong chứa các loại hạt khử mùi, xi măng đã được đóng gói, dán tiền âm phủ. Các loại mệnh giá được quy đổi thể hiện qua giao dịch bán và mua tiền giả cụ thể. 200.000 đồng tiền thật bằng 5 triệu đồng tiền giả, 250.000 đồng tiền thật bằng 10 triệu đồng tiền giả, 300.000 đồng tiền thật bằng 15 triệu đồng tiền giả, 400.000 đồng tiền thật bằng 16 triệu đồng tiền giả và 450.000 đồng tiền thật bằng 22 triệu đồng tiền giả. Khi đặt mua tiền giả, khách hàng không cần đặt cọc tiền mà chỉ cần cung cấp số điện thoại và địa chỉ nhận hàng. Cụ thể, khi có khách hàng đặt mua tiền giả, các đối tượng đã thuê người đóng gói các hộp giấy thành các kiện hàng nhỏ. Sau đó, các đối tượng cho các loại bột khử mùi xi măng vào bên trong hộp, rồi khoét lỗ dán sẵn mẫu tiền âm phủ mệnh giá 200.000 đồng. Các kiện hàng này sau đó được gửi giao hàng tại các bưu cục chuyển phát nhanh cho khách mua tiền ra theo hình thức không được kiểm tra hàng trước khi giao. Ngày 4 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng vừa tiến hành bắt giam 5 thanh thiếu niên về hành vi gây rối trật tự công cộng khi mang theo hung khí vòng xe trên các tuyến đường tại Đà Nẵng vào dạng sáng ngày 21 tháng 7. Các đối tượng bị bắt giam gồm Nguyễn Sơn, Võ Như Vĩ cùng chú thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Võ Viết Trần Đăng Khoa, Trang Viết Chiến và Lê Nhật Hoàng cùng chú thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Trước đó, dạng sáng ngày 21 tháng 7, Công an quận Hải Châu nhận được thông báo của Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Đà Nẵng về việc có nhiều thanh niên mang theo hung khí, phóng xe máy trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng gây mất an ninh trật tự. Công an quận Hải Châu chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc xác minh, truy bắt. Kết quả điều tra bước đầu xác định, vào thời điểm trên, những thanh thiếu niên trong nhóm Ngũ bang rủ nhau vào thành phố Hội An, Quảng Nam uống nước, sau đó quay ra Đà Nẵng chơi. Đến khoảng 1 giờ 30 phút ngày 21 tháng 7, nhóm này mang theo dao phóng lợn, dao tự chế, vỏ chai bia, chạy trên nhiều xe máy theo các tuyến đường Mai Đăng Trơn qua Lê Văn Hiến, Ngũ Hành Sơn, Ngô Quyền, gây náo loạn phố phường. Trước đó ngày 27 tháng 7, Công an quận Hải Châu khởi tố, bắt giam 8 bị can, tuổi từ 16 đến 18, cùng chú ở Đà Nẵng. Như vậy, đến thời điểm này, Công an quận Hải Châu khởi tố, bắt giam 13 bị can trong nhóm ngũ bang về hành vi gây dối trật tự công cộng. Cơ quan điều tra yêu cầu các đối tượng liên quan đến địa chỉ 16 Phan Đình Phùng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Cuối chương trình sẽ là những thông tin liên quan đến nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi phía Bắc. Thông tin từ tỉnh Lào Cai, sau những ngày mưa kéo dài, hiện nay dù trời đã khô ráo, hứng nắng, nhưng ở khu vực bản Mò Hai, xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai lại xuất hiện nhiều vết nứt, trong đó có một vết nứt chạy dài khoảng 100 m ngang sườn núi. Ông Hoàng Văn Nhâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Hòa cho biết, cơ quan chuyên môn của huyện Bảo Yên đã kiểm tra thực tế, vết nứt lớn nhất có chiều dài tới 100 m, chiều rộng khoảng 30 cm, có nguy cơ gây sạt lở đất đá nên nhiều hộ dân làm nhà và sống ở chân núi rất lo lắng. Hiện tại, vết nứt nằm gần nhất với các ngôi nhà. Vết nứt ngay phía sau nhà của hộ ông Ma Xeo Trương và hộ ông Ma Trần Mìn, bản Mò Hai. Một số chỗ đã lộ ra mảng sạt lở. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bảo Yên, từ ngày 25 tháng 7 đến nay, trên địa bàn huyện có mưa đến mưa to kéo dài nhiều ngày đây có thể là nguyên nhân gây ra hiện tượng nứt núi nêu trên. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bảo Yên cho biết, có 4 hộ cần phải di rời khẩn cấp tại xã Bảo Hà, xã Xuân Hòa. Theo phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Bảo Yên, chiều hôm mùng 4 tháng 8, các hộ dân này đã được chính quyền di chuyển đến nơi an toàn, nhà văn hóa bản mò 2. Như đã thông tin, trong và sau đợt mưa kéo dài ở miền núi phía Bắc, nhiều nơi đã xảy ra tình trạng sạt lở đồi núi, do cấu tạo địa chất bị ảnh hưởng bởi mưa và thời tiết. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp quý vị vào chương trình tiếp theo.